Liên quan đến vụ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, mới đây, Bộ Ngoại giao cho biết, trong thời gian tiếp theo khi mà vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng sở tại điều tra và thực hiện quá trình tố tụng, Đại sứ quán sẽ theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài nước, đồng thời sẵn sàng các biện pháp đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Chiều 11 tháng 8, trong họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhận được câu hỏi từ phóng viên về việc xác thực thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha và các biện pháp bảo hộ công dân. Người phát ngôn cho biết, như chúng tôi đã thông tin vào ngày 8 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã thông tin chính thức. Ngày 3 tháng 8, tòa án đã trả hộ chiếu do có luật sư người địa phương đại diện hai công dân này đã được Đại sứ quán Việt Nam khẳng định là đã rời khỏi Tây Ban Nha và qua báo chí Tôi được biết họ đã về Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha trong thời gian tiếp theo khi mà vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng sở tại điều tra hay thực hiện các quá trình tố tụng. Đại sứ quán sẽ theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài nước liên quan, đồng thời sẵn sàng các biện pháp làm sao đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Trước đó, tờ tin tức Ultima Hora của Tây Ban Nha đưa tin, Toán, Panama đã quyết định trả lại hộ chiếu cho Hồng Đăng và Hồ Hải Anh. Theo Ultima Hora, họ bị tịch thu hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha kể từ tháng 6 vì vướng cáo buộc dở trò đồi bại với cô gái người Anh. Khi đó cả hai từ chối khai báo khi bị bắt trước quan tòa, nhưng với điều kiện họ không được rời khỏi Mallorca. Ultima Hora cho biết, gần một tháng rưỡi sau khi vụ việc xảy ra, họ đã có thể trở về nước. Ultima Hora cho biết, hai nghi phạm sau vài giờ bị bắt được đưa đến Via Germany. Cả hai đều sử dụng quyền không được làm chứng trước thẩm phán. Sau đó, thẩm phán quyết định trả tự do cho hai bị cáo mà không cần tại ngoại nhưng tịch thu hộ chiếu của họ. Vụ lùm xùm của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của báo chí và dư luận. Bởi đây có lẽ là scandal lớn nhất từ trước đến nay của giới nghệ sĩ Việt ở nước ngoài. Mặc dù hai nghệ sĩ đã được trả hộ chiếu và trở về nước, nhưng chưa có thông báo chính thức gì từ cơ quan sở tại về việc họ có phạm tội hay không hay đã được tuyên bố vô tội hay chưa. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn.